Ai đấy? Anh không biết. Anh không biết sao anh lại tìm thấy? Anh không biết, chẳng lẽ trên TikTok cứ quen biết mới được tìm thấy ạ? Kể cả anh không biết nhưng mà anh vẫn thích đúng không? Sao anh lại thích được cơ chứ? Đẩy video. Anh thích video nào nó chả đẩy video đấy lên, đúng không? Anh không thích làm sao mà nó hiện lên cơ chứ? Anh không hề thích. Anh không thích sao anh phải thượt nhanh thế làm gì? Sao xem hết đi, tật giật mình à? Dám xem gái. Nỗi sợ hàng ngày của tôi.